Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin thời sự lúc 6 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bản tin sáng nay có những nội dung chính sau. Đoàn công tác của huyện Tân Trụ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và phát triển mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới tại huyện Châu Thành. Hàng ngàn căn hộ tái định cư ở Hà Nội xây xong đã lâu và đưa vào sử dụng nhiều năm nay nhưng chưa phát huy hiệu quả, thậm chí gây lãng phí lớn cho xã hội. Phản ánh có trong nội dung phần tin trong nước hôm nay. Tin thế giới, Mỹ cảnh báo trừng phạt nước thứ ba trong vấn đề Triều Tiên. Bây giờ là nội dung chi tiết của bản tin thời sự sáng nay. Thưa quý vị, đoàn công tác của huyện Tân Trụ do ông Trịnh Phước Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã đến huyện Châu Thành giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và phát triển mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới. Tính đến thời điểm này, toàn huyện Châu Thành có 90 tổ kinh tế hợp tác với 1.152 thành viên và 5 hợp tác xã chuyên sản xuất và tiêu thụ thanh long, diện tích liên kết khoảng 209 ha tham gia sản xuất và tiêu thụ thanh long, 65 cơ sở kinh doanh thu mua sơ chế thanh long vùng Long An và Tiền Giang, xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa 3 hợp tác xã thanh long Tầm Chu, Vạn Thành, Long Trì. Trong thời gian qua, các hợp tác xã trên địa bàn huyện đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của ngành nông nghiệp như hợp tác xã tổ chức sản xuất theo quy trình chung, hợp tác xã đại diện các hộ nông dân ký hợp đồng liên kết mua bán sản phẩm. Để thực hiện đề án 2.000 ha thanh long ứng dụng công nghệ cao, huyện Châu Thành phấn đấu đến cuối năm 2017 phát triển thêm mới 18 hợp tác xã sản xuất tiêu thụ thanh long. Dịp này, đoàn cán bộ huyện Tân Trụ cũng đã đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm với ban giám đốc hợp tác xã sản xuất tiêu thụ thanh long Tầm Chu, tham quan mô hình tưới nước nhỏ giọt tiết kiệm trên cây thanh long ở xã Long Trì. Công đoàn ngành lao động thương binh và xã hội tỉnh Long An vừa tổ chức hội thao ngành năm 2017 tại trường cao đẳng nghề Long An. Hội thao có sự tham gia của 9 đơn vị với trên 200 vận động viên đến từ trường trung cấp nghề Đức Hòa, trung cấp nghề Long An, trung cấp nghề Đồng Tháp 10, trung cấp nghề Cần Giuộc, trung tâm dịch vụ việc làm Long An, trung tâm giáo dục lao động xã hội, trung tâm dạy nghề Đức Huệ, trung tâm bảo trợ xã hội, văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Các đơn vị phải trải qua 4 phần thi, trong đó có 3 môn thi đấu thể thao và các trò chơi dân gian. Hội thao là dịp để cán bộ, công chức, viên chức ngành lao động thương binh và xã hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm công tác, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ chỉ đạo. Thưa quý vị, đến Long An thời gian này, nếu ai hỏi nhân công lao động nào được trả công hậu hĩnh nhất thì câu trả lời sẽ là nhân công làm thanh long, bởi thực tế là lương của những nhân công này ở huyện Châu Thành, nơi được mệnh danh là thủ phủ thanh long của tỉnh, thậm chí là của cả miền Tây Nam Bộ, đang ở mức mà các lao động khác mơ ước. Nói chung ở quê thì cũng có việc làm nhưng mà cái giá lương nó không đủ sống. Còn lên đây thì mình làm thì nó dễ sống hơn ở dưới quê, bởi vì mới đi lên đây. Cũng như là mình làm mà như ăn uống tiền, đóng tiền trọ đồ hết tất cả rồi mình còn dư tháng khoảng chừng 6 triệu gửi về quê. Mà không làm hoài chừng nào cảm thấy là hết nổi về quê. Mỗi tháng chưa đến 6 triệu để gửi về quê. Như vậy, sau 3 năm rời An Giang lên Long An làm nhân công chăm sóc thanh long, anh Hải có thể dư 1-200 triệu, một con số mơ ước của bất kỳ người làm công ăn lương nào. Trước nay, người nông dân rời quê là để đến các tỉnh công nghiệp làm công nhân trong các nhà máy phân xưởng. Không ai nghĩ rằng có lúc họ xa quê mình và lại đến một làng quê mới để làm nông một cách chuyên nghiệp hơn. Họ tập hợp lại với nhau, thành lập gần 100 đội nhóm tổ hợp tác với số lượng từ vài người cho đến vài chục người để đáp ứng cho nhà vườn khi cần lượng nhân công lớn. Công việc của họ là chăm sóc thanh long ở tất cả các khâu, từ thu hoạch, sơ chế đến đóng gói. Mới từ Bạc Liêu lên làm nhân công thanh long ở xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành trong một năm mà chị Hữu Thị Thanh Hường đã trả được hết số nợ vay ở quê. Hai vợ chồng chị cũng đang tích góp để năm sau về quê sửa lại nhà. Hiện gia đình chị gồm con cháu, dâu, rể. Tất cả 12 người đều đến đây để làm nhân công. Tôi cũng hơi thiếu nợ nè. Và tôi lên đây cũng cuộc sống tôi hơi ổn định. Rồi tôi về quê có tiền trả nợ. Rồi lên đây là tôi cũng thiếu đâu 7-8 triệu. Giờ về lật này là tôi trả hết rồi. Rồi ổn định rồi cô mới dắt nhiều con cháu đều lên. Tại vì con cháu dưới quê nó cũng có tiền, nó cũng thiếu nợ đó. Dạ, lên đây thu nhập được nhiều tiền hơn. Mà cũng khỏe, nói chung là
cũng dễ trên đây dễ kiếm sống. Công ty thì nó khó, vô không được. Đòi hỏi trình độ, không có trình độ sao vô. Ở đây thì nó không có đòi hỏi, chịu khó là vô làm được à. Cho con đem vô xưởng luôn. Hiện toàn tỉnh Long An có trên 7.500 hectare thanh long, tập trung chủ yếu ở huyện Châu Thành. Đây không chỉ là cây làm giàu cho người dân địa phương, mà còn giải quyết việc làm cho trên 20.000 lao động mỗi ngày. Trong đó có hàng ngàn lao động ở các tỉnh miền Tây. Chỉ tính riêng xã Hiệp Thạnh, vài năm gần đây đã có 21 dãy nhà trọ với 190 phòng trọ được xây dựng, phục vụ cho trên 550 người từ các tỉnh đổ về ở trọ. Trong đó, hơn 90% là làm nhân công thanh long, với thu nhập bình quân mỗi ngày là từ 200 cho đến 350 ngàn đồng. Giá cao là như vậy, nhưng khi thanh long vào vụ, các chủ vườn thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu hụt lao động. Vô vụ thì giá cũng cao, mà kiếm công cũng có. Tết rồi cũng giá cũng cao. Tết thì 50 ngàn tiếng vậy, cao gấp đôi như ngày thường. Thì cũng như ngày đó cắt mà hôm qua Tết rồi nó xuống que lái, nó đâu có lợi lấy. Nhân công thanh long ngày càng có giá là câu chuyện đáng mừng vì người lao động ngày càng được cải thiện. Nhưng lo rằng khi thanh long không còn ở đỉnh cao thì người lao động sẽ ra sao? Đó là chưa kể việc quản lý lao động nhập cư cũng đang đặt ra nhiều vấn đề về an ninh trật tự và môi trường nông thôn. Bản tin sáng nay sẽ chuyển đến quý vị một số thông tin trong nước đáng quan tâm. Thưa quý vị, hàng ngàn căn hộ tái định cư ở Hà Nội xây xong đã lâu và đưa vào sử dụng nhiều năm nay, nhưng ít người đến ở, cho thấy loại hình nhà ở này thực sự chưa phát huy hiệu quả, thậm chí gây lãng phí lớn cho xã hội. Tại sao lại có nghịch lý này? Phóng sự sau sẽ là câu trả lời cho quý vị và các bạn. Khu tái định cư thành phố Giao Lưu nằm trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Mặc dù được đưa vào sử dụng từ tháng 8 năm 2014, nhưng đến nay toàn bộ ba gói nhà CT1A, BC vẫn thưa thớt người ở. Quan trắng là tình trạng chung tại các tòa nhà. Hầu hết các căn hộ trong tình trạng niêm phong hoặc cửa đóng then cài như thế này. Trạng bây giờ là một số cái hộ trống đấy là cũng có người rồi, có bà con đến nhận, nhưng vì tình trạng nhà nó kém quá, người ta khóa cửa ta để đấy. Cũng một số bà con thấy phí quá thì cũng cho thuê, nhưng mà người ta cũng chỉ ở được một hai hôm mà nước vỡ rồi là thấm rột ẩm mốc, người thuê cũng bỏ của chạy người. Người không về ở, thế nhưng tòa nhà thì đã xuống cấp nghiêm trọng. Điện, đường, trường, trạm, theo như thiết kế ban đầu cũng chẳng thấy đâu. Hứa với cả bọn chị là sẽ có trường học này, trường cấp 1, trường cấp 2. Hiện tại bây giờ chưa có một cái gì, y tế không có, mà xung quanh đây thì ủy ban xã hay là về công tác an ninh thì gần như là chưa có. Không có một cái gì cả, không có một ai quản lý bọn chị ở đây, hộ khẩu chưa nhập về. Con chị vẫn phải đi ra tận ngoài kia học. Lý giải nguyên nhân không chịu về ở tại các khu nhà tái định cư, mặc dù đã có quyết định của thành phố, nhiều người dân cho rằng họ e ngại về chất lượng cũng như vị trí xa trung tâm của các dự án này. Xa quá, thế mà hai nữa là vào trong làng đi ra những vườn đào họ trồng đến nhà ấy thì nó xuống cấp, mà căn hộ thì diện tích nó cũng hẹp thôi, nhưng mà nó xuống cấp trông nó cũng nhem nhuốc. Đấy, cho nên là họ bảo không đâu bằng cái chỗ người ta đang ở. Còn theo các chuyên gia, xây nhà tái định cư cho người dân thuộc diện bị đền bù giải tỏa khi thực hiện dự án công là một chính sách an sinh cần thiết và nhân văn trước nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thế nhưng, việc nhà tái định cư xây xong không có người đến ở là sự lãng phí lớn, đồng thời lộ rõ những bất cập trong chính sách đền bù tái định cư hiện nay. Cần phải thực hiện theo quy định của luật nhà ở là gì, là dần dần tiến tới thị trường hóa cái lĩnh vực tái định cư, tức là tôi đền bằng tiền thỏa đáng, và tôi có sẵn những cái vị trí để có thể anh có thể mua được ở những cái vị trí mà có phù hợp với điều kiện của anh, đúng không, thì mới làm được. Chứ còn bây giờ mình vẫn cái hàng đổi hàng, có nghĩa là tôi thu nhà của anh thì tôi lại đền anh một cái nhà khác. Trước thực tế hơn 1.000 căn hộ đã có quyết định bố trí nhưng người dân chưa nhận nhà, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ rà soát lại toàn bộ, tìm hướng xử lý để các khu tái định cư phát huy hiệu quả công năng hoạt động, thậm chí có thể áp dụng biện pháp mạnh nhất là thu hồi.
các quỹ nhà đã bố trí cho các dự án thì Sở Xây dựng cũng sẽ đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng bằng để sử dụng quỹ nhà. Mà trường hợp nếu chưa cần thì sẽ thành phố sẽ thu hồi lại. Lúc nào cần thì sẽ bố trí tiếp. Ngay bên cạnh khu tái định cư thành phố Giao Lưu, hàng chục tòa nhà của một dự án khác đang được cấp tập xây dựng. Nhà mới cứ xây, trong khi nhà cũ vẫn bỏ không. Thực tế này đang gây lãng phí kép cho Hà Nội.